hầu hết là những người dân miền Bắc, là con em miền Bắc hy sinh ở chiến trường miền Nam rất nhiều. Nhưng ai cũng có mỗi một cái lòng mong muốn là tìm được hài cốt người nhà. Khi anh tôi hy sinh thì bố mẹ, vợ tôi là rất nguyện vọng, mong muốn khi có điều kiện thì vợ chồng tôi cố gắng đi tìm anh tôi phía Nam. Anh tôi thì đi năm 1966, qua bao nhiêu chiến tranh thì đến năm 71 thì tôi nghe được tin anh tôi đã hy sinh và báo tử. Buồn và đau thương nhớ anh tôi. Trong khi tôi ở ngoài Bắc, bố gia đình tôi, bố tôi, bố mẹ tôi, bố tôi còn sống. Nguyện vọng của bố tôi là muốn tìm anh tôi được đưa về đất mẹ quê hương. Tôi đi tìm tất cả các tỉnh miền Đông Nam Bộ vì không có giấy báo tử. Cho nên đến khi tìm được giấy báo tử thì biết được đúng chính xác, hy sinh đúng vị trí, không sai một tí nào hết. Chứ nếu biết chính xác thì không đến mức mức độ 4-5 năm trời đi tìm. Anh tôi là hy sinh ở ấp 2, huyện Dương Minh Châu, thuộc tỉnh Tây Ninh, sát với lại núi Bà Đen, đảm nhiệm bảo vệ Trung ương Cục miền Nam. Thì lúc đó là anh tôi hy sinh tại đó. Trong quá trình mà anh tôi bị thương thì được đồng đội đã đưa về chỗ trạm xá giã chiến. Rồi không may là anh tôi hy sinh thì chôn cùng với này ba liệt sĩ nữa ở ngay cái trạm giã chiến của trung đoàn. Người ta đi di chuyển hài cốt bốc mộ thì người ta trong quá trình bốc mộ là cũng có những cái trục trặc kỹ thuật, cho nên là anh tôi và ba người khác mất danh tính, không còn tên nữa. Cho nên đưa về thì đưa về nghĩa trang Dương Minh Châu. Đưa về thử ADN thì gồm có lấy xương đùi, xương cánh tay và 4 cái răng và các đầu mẩu của đầu gối tay và đầu gối chân. Sau đó thì về thử với lại mẹ đẻ ra liệt sĩ là bà Trần Thị Gấm. Thì lấy tóc, lấy máu và móng tay của mẹ liệt sĩ. Cái ADN là cái chính xác nhất của bất cứ người sống và người chết, đều là xác minh đúng người nhà mình theo huyết thống. Mà điều đó là điều rất quý của mỗi một gia đình liệt sĩ, rất mong muốn là tìm được đúng người nhà mình, không bị nhầm lẫn. Cũng có nhiều trường hợp không qua ADN, lấy thẳng từ bãi, nghe thông tin không chính xác rồi bốc về. Thực tế không phải người nhà mình mà đi bốc của người khác. Sau khi để xác nghiệm chính xác thì có kết quả của ADN, gia đình tôi được di chuyển liệt sĩ Vũ Huy Chiêu từ nghĩa trang Dương Minh Châu về nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 42 năm là gia đình tôi đã tìm được anh tôi từ chỗ không có tên mà hiện nay đã có tên. Cả họ tộc nội ngoại rất là mừng. Mà mong muốn của những người cha người mẹ chỉ cần nhìn thấy nắm xương cũng được. Đấy là nguyện vọng của những người ngoài Bắc. Từ khi Việt Nam và Mỹ quan hệ bình thường thì Hội Cựu Chiến binh Mỹ kết hợp với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã cùng hợp tác đi tìm hài cốt liệt sĩ kể cả bên kia và bên đây. Thì hiện nay là Cựu Chiến binh Mỹ đã cung cấp cho ta 4 cái hố chôn ở sân bay Tân Sơn Nhất. Quan hệ giữa hai cái hội này rất tốt. Mà mình cũng đã tìm được rất nhiều hài cốt của lính Mỹ.
trả về cho nhân dân Mỹ. Cái đó là cái rất thiêng liêng của một lòng nhân đạo của một con người, của hai chiến tuyến. Việt Nam và Mỹ thì càng ngày càng thắt chặt, càng ngày lên càng phải gắn liền để hàn gắn vết thương chiến tranh. Cái thứ nhất mà Hội Cựu Chiến binh Mỹ, nhân dân Mỹ đã ủng hộ cho Việt Nam về phá bom mìn và tìm hài cốt liệt sĩ và giải quyết cái chất độc da cam cho Việt Nam. Đấy là cái quý nhất giữa hai dân tộc.